xin chào tất cả anh em cùng quay trở lại với kênh của mình và tiếp tục cuộc hành trình chia sẻ đến anh em những công thức siêu mới để em thì vận dụng và áp dụng vào cái xin chơi và cũng như là cách chơi của anh em. Thì nói chung là sẽ cực kỳ là chuẩn xác nếu như mà anh em áp dụng đúng các phương pháp và chơi anh em. Và hiện tại thì anh em cần tính cho mình cái điểm xỉ ngầu ngôi sao, ví dụ xỉ ngầu một, xỉ ngầu hai và xỉ ngầu ba. Ở đây là có ba điểm xỉ ngầu đúng không? Để mà đúng chính xác vậy thì anh em sẽ cần quan sát nếu mà sự đổi của nó đúng không, xỉ ngầu này đó là 6, 5 này và đây là 4 này, thì 4 và 6 này thì đều là có điểm xỉ ngầu cực kỳ là to đó, bởi vì đây là cặp tài 15 này. Thì đây mình sẽ đi như đây nha, cặp tài 15 này. Thì để mà xu hướng cứ xuống thì thế là 6 này thì em bắt xuống 5 cho mình, 5 này thì em bắt xuống 4, 4 này em bắt lên 5. Thì đây sẽ là một cặp tài 14 hơn nha, thì đây sẽ là cặp tài 14 tiếp. Thế thì 5, 4, 5 này như thế nào? Thì ở 5 này lên 5 này thì nó sẽ là số 2, 4 này thì nó lại lên 5, 5 này thì nó lại số 1, được chưa? Đấy, thì đây là cái điểm xỉ ngầu có tạo từ xỉ 8 này. Mình vừa có thể là sau cái điểm xỉ ngầu ở đây và cũng như là dựa vào đây để bắt được kết quả, được chưa? Và tiếp tục 2 này lên 4, 5 này anh em có thể là làm yên này, 1 ngày thì anh em có thể làm yên này, đây là cái sự 10 đúng không? Một sự 10, 5 đến 1 hoặc là 4 1 5 cũng với nhau. Và đây là cách sáng xí nhau của mình. Ở 3 điểm chính đầu là liên dụng lên xuống hay như thế nào, anh em phải dựa vào nguyên lý và cũng như là nguyên tắc cái tính xác của cầu nó chạy xí nhau này nó lên xuống anh em nhé. Ok, tiếp tục. Và 4 này anh em sẽ có thể là làm ngơi cho mình đi. 5 này là số 2, 1 này là lên 3. Đấy, thì chúng ta sẽ có đây là con số 9 anh em nhé. Con số 9 này. Thế thì đây sẽ là cầu chạy 232. Hoặc là nếu lúc đầu anh em học một công thức sau 9 rồi thì anh em hoàn toàn anh em sẽ bắt theo kiểu là ví dụ là 212, sau đó chạy 22 đúng không? Đấy, nhưng mà khi mà áp dụng các soi và xí ngầu vào thì mình có hiểu được là mình chạy thêm là ba cái điểm xỉ đây. Ok, tiếp tục. 4 này anh em sẽ bắt cho mình lên con 5 này, con 2 này anh em bắt lên cho mình là 3 này, con 3 này bắt cho mình là 5 này, đây là chúng ta có tài 13, ở đây là gãy cầu 9-13 hợp lý luôn đúng không? Tiếp tục 5 này 6 này, 3 này là 4 này, 5 này là 2 này. Thì chúng ta sẽ có đây là cái tài 12. Đây đúng câu là 232 chưa? Đấy, có phải chuẩn luôn đúng không? Đấy. Anh em cứ dựa theo các điểm xỉ ngầu của mình để bắt này. Khi mà anh em cứ dựa theo hoàn toàn cái quy luật này của nó chạy ấy, thì anh em sẽ soi vào cái xỉ ngầu này một thời gian thôi là anh em sẽ quen thuộc và hiểu rõ hết là cái nó lên chúng như thế nào, dựa vào đâu anh em nhé. Tức là sao? Tức là mình dựa vào chỗ nào thì mình để tự tin mà mình bắt lên xuống như thế nào. Nếu mà hiểu là cái quy luật của nó chạy thì nó sẽ có. Ví dụ như là anh em nhìn ở đây là 6, 5 bằng 4 thì đây là điểm chặn, điểm lẻ ở đây là điểm chặn. Điểm chặn thì chúng ta là phải điểm lẻ, điểm lẻ thì chúng ta phải chặn, điểm lẻ chặn thì lẻ lẻ. Thế nhưng mà hiểu như thế nhé. Biết là làm cái điểm lẻ, còn điểm nào lên xuống mình phải nhìn với nhau cái cầu nữa. Nhìn theo cái cầu và nhìn theo cái tổng phiên tức là 25 và 25 đúng không? Đấy, thì cân bằng nhau thì mình sẽ áp dụng cái soi ở trên tổng nữa là có kết quả đẹp như thế. Như đây là đây là cái điểm đấy rồi, lẻ trắng này, lẻ là trắng này, lẻ là trắng đấy rồi. Ở dưới 6 này thì mình sẽ bắt là xuống 5 này, 4 này là 3 này, 2 là 1 này, giờ số 9 này. Ok, đấy, nói chung là anh em cứ nhớ kỹ cho mình, sau điểm lẻ thì phải là cái điểm chẵn, sau điểm chẵn thì chúng ta bắt vào cái điểm lẻ anh em nhé. Thế là vì thế cầu nó chạy dù có như thế nào chẳng nữa thì anh em soi thì nó cứ phải tính
chuẩn xác, tỷ lệ chuẩn xác của phẫu thuật, mà hầu như là không có một cái tỷ lệ sai ở đây, thì nó có thể đạt được cái kết quả nó chuẩn được. Không có công thức sau chứ không có là mình hiểu được ra cầu nó chạy như thế này ở đây luôn. Nên là vì thế mình rất là tự tin khi mà mình áp dụng đi mức vốn là 20 củ, mình sẽ cá kiếm lên là 50 củ thôi nhé. Rất đơn giản thôi, chỉ trong vòng 7 phút thôi là có thể là mức 50 củ ở đây rồi. Nên là vì thế anh em cứ tự tin áp dụng công thức này vào. Và nếu như anh em muốn đi là kiểu là mức vốn là 2 này, 4 này, 6 này, và 8, cuối cùng là 10. Cái vốn này thì em phải là có mức vốn to đúng không? Ví dụ là 2 củ, 4 củ, 6 củ, 8 củ và 10 củ là đột nhạc. Đi nhanh như vậy cũng là ok thôi. Nhưng mà em phải có mức vốn to này, và cũng như phải có tinh thần thép nữa đúng không? Chứ không phải là cắm đầu bấm cổ vào sau đó là tính toán đâu anh em nhá. Chơi là phải tìm hiểu kỹ theo xem là đúng có đúng cái xu hướng của nó chạy như vậy không, đấy, có đúng quả thiên của nó như là cầu nó có dễ mắc được cái áp lực được cái cách dự bố này không, thì mình mới mới phang anh em ạ, chứ không phải là cứ vào là thấy là phang anh em nhá. Nên là vì thế anh em cứ bình tĩnh xử lý là anh em sẽ được tốt theo cái mức lời mà anh em mong muốn là 50 củ ở đây, chỉ cần là vốn 20 củ hoặc là vốn 10 củ nữa biết làm sao mà mình bắt đầu lại nha. Và đây là cách soi xí ngầu của mình trong cái này, để thắng 90% đổ lên, tỷ lệ thắng ấy 90% đổ lên, và vì thế anh em thoải mái áp dụng đi. Ok, thì video này sẽ kết thúc ở đây và chào tất cả anh em, hẹn mọi người và anh em ở những video sau. Có những công thức gì hay và cách chơi gì ok thì mình chia sẻ anh em tiếp. Chào tất cả anh em nhé. Bye.